Con đang làm gì đó? Con làm tay. Con đang làm gì? Con đang làm tay. Đâu, làm được gì rồi? Giơ lên cho mẹ nào. Hôm nay mẹ sẽ dạy con nha. Đây là màu đỏ, kê, vàng, xanh lá, xanh dương. Đây là tím, hồng. Để mình làm nè nhẹ nó lớn rồi nha, chị các bạn. Nói tiếng Anh nào, màu nói tiếng Anh đi nào. Là bị nhầm lẫn rồi đó, màu xanh lá là green đúng không? Màu xanh dương là blue ha. Các bạn nhớ làm thêm màu nha.